Vâng, trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3, series thứ 7 đã được bắt đầu. Đây là Sumerian của Lady Gaga. Đây là Cho Son của Tom. Cho Son của Việt, vâng, nhọ rồi. Và Miwan của Hoàng Lan. Vâng, hy vọng là Miwan trong cánh sẽ bá đạo. Vâng, cuối cùng không đóng được. Lùi đâu không phải đóng được rồi. Vâng, hơi nhọ, không sao. Cho Son ngoài cánh, chúng ta theo dõi Lady Gaga thôi. Tiểu Bạch Long rất đỏ, vì vậy chúng ta hãy chờ đợi, anh sẽ đánh phu ở trận này. Bên phía Hà Nội có những quân gì ạ? Bên kia những quân gì anh ơi? Vâng, như vậy là bên Hà Nội có Greek, IA, Egypt và Miwan. Vâng, Summer đã có bãi quả 2 rồi, quá đẹp. Quả đẹp hơn cả quả đầu. Vâng, nhà của Dũng Con đã có hai chú tay to và đang đưa về nhà chính rồi. Đây là chú voi đầu tiên. Nông dân bị một hit không? Một hit. Với Summerian một hit chứ bốn hit thì mới chết cơ. Vâng, nằm xuống. Đẹp rồi. Vâng, đã có hai chú tai to đang nằm gọn bên nhà chính của game thủ Tiểu Bạch Long. Chúng ta cùng đá hình xem các nhà bên phía Thái Bình nhà có đẹp hay không. Vâng, đây là Tôm cũng đang câu con voi thứ hai về nhà chính rồi. Đây là Việt có hươu về nhà chính rồi. Và Hoàng Lan, anh cũng có hươu về nhà chính. Quay trở lại với Dũng Con, Tiểu Bạch Long. Trước khi đi đến Đại La ngày hôm nay, Tiểu Bạch Long đã có một nhiệm vụ cực kỳ cao cả. Đó chính là bắt buộc phải giành chiến thắng để có tiền về mua áo cho vợ. Vâng, trách nhiệm đó thực sự lớn. Khi mà bà xã của Tiểu Bạch Long đang có bầu. Vâng, bà xã Tiểu Bạch Long sắp sửa sinh cho Tiểu Bạch Long một cô bé gái. Vì vậy mà chắc chắn là phải có tiền mua áo rồi. Bắt buộc phải chiến thắng. Tỷ số C đang là 3 đều. C thứ 7 thì tỷ số đang là 1 đều. Vâng, muốn làm gì thì làm. Làm gì để phù hợp với chuyện mua chiếc váy thì làm. Vâng, tôi nhắn gửi Tiểu Bạch Long như vậy. Vâng, như vậy là Tiểu Bạch Long đã có bầy hươu đầu rồi, đóng S ăn luôn. Chiếc S đó cạnh một bãi vàng, như vậy là quá đẹp. Không biết trong góc bao giờ có kèm Sam không, chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ có thôi. Vấn đề đó là nhà ai. Vâng, Tiểu Bạch Long sẽ xây nhà BL ở đâu để chống lại được nhà kèm Sam đây. 79% ở 9 phút 46. Vâng, một trận đầu 10. Homus, 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 Homus,
Thomas, Thomas, Oklahoma, Oklahoma, Tonic, Eva, Tonic, Eva, right? Vâng, 10 phút 47 với 25 dân Summerian. Ngựa giò sinh ra sẽ đẩy ở góc 3 giờ, đẩy góc 12 giờ đây. Linda điểm số đang cao nhất bản đồ. Có vẻ như anh đã chạy giò rồi. Linda trận này màu 7 không biết cầm quân gì. Papadakis, Papadakis, Redkin, Redkin, Donna E, Redkin, Papadakis, Papadakis, Redkin, Papadakis, Omas, 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 Papadakis, Omas, Sokon, Omas, Redkin. Oklahoma. Vâng, như vậy là Long Phi bất bại. Đầu cánh của Tiểu Bạch Long cách khá xa nhưng mà là Buan quyết định đánh cung. Tiểu Bạch Long đã lên bánh xe luôn rồi. Vâng, trong cánh đó chính là Hoàng Mai Nhi. Trong cánh Hoàng Mai Nhi này cầm Grex. Vâng, Tiểu Bạch Long vừa bơm tấp tay cho game thủ Hoàng Lan. Tiểu Hoàng Lan có thể khỏe. Như vậy là Hoàng Lan đã được bơm tấp tay. Bơm tấp tay để có thể lên được cung A. Đây là nhà của Hoàng Lan, tam 29 nhưng được bơm rất nhiều đồ. Vâng, nằm bờ bê khá cẩn thận rồi. Ai vào thì cứ vào thôi. Vâng, đây là Việt VM cho Son đã thủ hù, trong khi là đầu cánh của anh là cái thủ màu 6 tư tư quyết định đánh cung. Quá dị so với quy định. Tôm tham 21 đã bị màu 7 đánh cho gần như phía gần rồi, không biết màu 7 chui ở chỗ nào ra. Hù của tôm không ăn được ngựa chém của game thủ Linda. À vâng, không biết chém mấy mà chém phát nổ luôn. Vâng, đây là Dũng Con tham 32. Như vậy là màu 7 dường như ngay sát nhà của Dũng Con thì phải. Vẫn chưa nhà màu 7 ở chỗ nào. Dũng Con chưa đóng nhà phù thủy. Vâng, vẫn chưa biết màu 7 Linda ở chỗ nào. Linda đã bắt đầu công vào nhà của Tiểu Bạch Long rồi. Rất đông chém nha. Dường như đã lên chém 4. Tôi thấy chém cực kỳ nhanh. Cả Hoàng Mai Nhi đang quay ở nhà Tiểu Bạch Long rồi. Vâng, Tiểu Bạch Long đã gặp khó. Vâng, chọn ngay một địa điểm là chung cư. Lên 12 giờ. Chúng ta sẽ chơi với Hoàng Lan. Lúc này chỉ xem Hoàng Lan thôi. Vâng, đây là Hoàng Lan. Đây là nhà Hoàng Lan tham 59 được Tiểu Bạch Long bơm tấp tay, vì anh phải có nhiệm vụ là cân cả bản đồ. Vâng, nhiệm vụ Hoàng Lan rất đơn giản thôi, đánh cả bốn nhà bên phía team liên thông. À vâng, team liên quân, sau đó là UA Victory, vậy thôi. Bắt đầu đẩy quân. Vâng, đây rồi, TP vướng phải cung A Miwan.
khuất mặt luôn. Tham tuyển 15 đang là 75/88. Vâng, nhà Hoàng Lan đã bị ốp, Linda đã ốp vào rất đông ngựa chém. Vâng, màu 4 Linda, khu phàng chính là đây. Một trận đấu xuất phần của nguyên thủ Linda. Anh đang cực kỳ đông chém lao vào nhà của Hoàng Lan. Tham đang 6-2, chuẩn bị nhảy 4. Vâng, thủ được nhà rồi, Linda sẽ bị mất toàn bộ số quân này nếu anh còn dám lao vào. Lúc này Linda và Tutu đang ốp thẳng vào nhà của Hoàng Lan rồi. Hoàng Lan đang tham là 60, đang thủ nhà khá vững. Anh đã vừa kích 4 xong, cung hoa lửa chuẩn bị trả bản đồ. Nhưng hiện giờ anh phải đỡ được tên này đã. Vâng, phải đỡ được tên công nhà này của các game thủ bên phía team Liên Quân đã. Linda vẫn đang lầm vòng quanh nhà của game thủ Hoàng Lan, chưa lên trận gỗ 2. Vâng, pha công nhà quá mạnh của các game thủ bên phía Liên Quân. Tham Lai bị đè quá mạnh rồi. Vâng, Linda có một trận đấu xuất thần, anh đánh quá hay. Tỷ số là 2-1 cho team Liên Quân ở CDO thứ 7. Lúc mà nó có hai con chém vào
nhà Linh đi ra chỗ nào? Em ở nhà Linh chỗ nào? Mấy giờ? Vãi lọ. Mình quân một số rồi đó. Trận đấy cũng phải là kiểu sang bất ngờ đấy.